Ô tô Bùi Hiếu kính chào cả nhà nè, chào quý bà con, quý anh chị em. Đây em giới thiệu một cặp Isuzu 1.9 nha, nguyên cả cặp. Một chiếc là máy 4.3 máy cơ, một chiếc là máy điện, cả hai chiếc nha. Thì em hai chiếc này đời 2008 hết, một chiếc là đầu 2008, còn cái chiếc này là cuối 2008 nha quý anh chị. Còn cái chiếc máy cơ này thì nó đầu 2008 cho tới giữa 2008, còn chiếc này là ra máy điện rồi thì cuối 2008. Nói chung là dòng Isuzu cao cấp đó quý anh chị. Còn cái em này là máy cơ, máy 4.3 lớn nha, máy lớn đó. Rồi em đi chi tiết từng chiếc một ha. Rồi em cũng thông báo giá trước khi cho quý anh chị xem luôn ha. Thông báo giá mỗi đồng giá, em bán đồng giá luôn, 230 triệu mỗi chiếc. Rồi bây giờ em giới thiệu cái chiếc đời 2008 đầu đứng này trước nha. Isuzu 2008 đầu đứng, tải trọng em nó là hạ tải còn 1 tấn 65, đó là 1 tấn 650 kg, thùng 5 bửng mở nhôm. Rồi sàn inox gân nha, sàn inox gân đầu đứng. Hai xe đều có máy lạnh đồ đầy đủ hết, máy cực kỳ khỏe ha. Nguyên dàn lốp là miễn bàn luôn, dàn lốp rất ok. Còn xe đều có máy lạnh nè, máy lạnh đầy đủ nha. Xe này thì riêng cái chiếc Isuzu đầu đứng này thì em mới xét đăng kiểm xong nha, mới xét đăng kiểm xong mấy ngày. Dàn lốp là rất đẹp, xe rất mạnh nha. Nội thất nè, em quay nội thất cho quý anh chị xem ha, có máy lạnh đồ đầy đủ hết. Nói chung xe này thì đi người ta chở hàng thì riêng cái dòng Isuzu Nhật mà chạy là rất ok. Đây có mấy miếng này á, thời điện nó tháo ra nó làm chưa ráp vô nha quý anh chị. Chẳng qua còn dơ thì em chưa có vệ sinh thôi, nhưng mà nếu mà vệ sinh thì rất ok, rất sạch sẽ ha. Em qua để dơ thôi ha. Rồi còn riêng cái thùng là thùng 5 bửng mở nhôm nha, vách nhôm nha quý anh chị. Cái vách này là bằng nhôm nha. Còn phía trong á, phía trong lòng thùng là bằng inox gân nha quý anh chị. Đây em quay cho quý anh chị xem ha, bằng inox gân ha. Còn bên hông là bửng mở nhôm hết nha. Rồi sexy nha, sexy đẹp nha quý anh chị. Nguyên dàn vỏ lốp là miễn bàn, quá trời đẹp. Nguyên dàn vỏ lốp là quá trời đẹp. Xét đăng kiểm mới nữa nè. Thùng dài 4,5 m nè, thùng 5 bửng mở nè, 5 bửng mở inox nè. Dàn lốp đẹp không quý anh chị? Đây dàn lốp mới luôn cho quý anh chị xem ha. Đây còn ở dưới nè cho quý anh chị xem nè. Sàn inox gân nha. Riêng Isuzu của Nhật mà chạy thì miễn bàn, độ bền là vô đối rồi ha. Rồi bây giờ em nổ cái máy cho quý anh chị xem. Tại vì bây giờ riêng chiếc này, riêng cả cặp này thì em quay cả cặp lẫn. Mở đầu cabin lên giùm mấy em ơi. Đây trên cabin nè, hôm qua là dơ thôi quý anh chị. Xe này thì em bán 230 triệu nha quý anh chị, đời 2008 nha, 230 triệu. Đây cái cục máy nè, có máy lạnh rồi đầy đủ, máy cực kỳ mạnh nha, máy em ru, cục máy rất lớn, máy em ru luôn quý anh chị, máy êm ơi êm luôn. Rồi là chiếc 2008 đầu đứng nha. Còn bây giờ em quay tiếp cái chiếc 2008 máy cơ này cho quý anh chị xem ha. Đây cái dòng xe này thì nước sơn rin cũng còn nhiều lắm, nước sơn rin còn nhiều. Xe này xe rin nha. Riêng ai sở hữu, muốn sở hữu máy cơ cũng có mà máy điện cũng có. Đây cái cục máy của xe Isuzu 2008 luôn nha quý anh chị. Xe này là 2008 luôn. Xe này thì được cặp vỏ đầu nó mới hơn, nhưng mà cặp vỏ sau thì nó không bằng xe kia.
Đây, sexy xe này cũng rất đẹp nha. Máy nè, máy miễn bàn nha. Mà xe này thì thùng phế liệu nha quý anh chị, thùng chở phế liệu nha. Cái thùng này thì cực kỳ chắc rồi, nhưng mà cái thùng hơi xấu, người ta chỉ dùng để chở phế liệu thôi. Đây cái dàn sexy nha quý anh chị, dàn vỏ lốp nè. Nói chung vỏ lốp cũng mòn một cặp mòn rồi nha quý anh chị. Đây, này là người ta dùng để chở phế liệu. Quý anh chị nào lấy về chở phế liệu thì để nguyên, nên giữ nguyên cái thùng này, tại vì thùng rất dày, sắt rất nhiều. Còn nếu mà quý anh chị nào mà về chở hàng nhẹ thì có nhu cầu đổi thùng, em sẽ đóng cái thùng mới cho quý anh chị nha. Thì quý anh chị bù thêm một ít tiền, em sẽ đổi cái thùng, em sẽ đóng lại cái thùng mới cho quý anh chị luôn. Đẹp, ngon lành, đàng hoàng nha. Đây vỏ lốp này quý anh chị, rất đẹp luôn. Ở bên này nói chung là một cặp nó mòn thôi, còn bốn trái là đẹp nha. Xe thì cả hai xe có máy lạnh đồ đầy đủ nha. Rồi bây giờ hạ đầu cabin vô em ơi, em sẽ quay vô chi tiết nội thất ở trong cái chiếc xe này, xe máy cơ này cho quý anh chị xem ha. Rồi xe này là đăng kiểm tới ngày 12 tháng 12 năm 2022. Chú cha, ngày đẹp dữ trời. Ngày 12 tháng 12 năm 2022 là đăng kiểm tới ngày đó nha. Đây, em giới thiệu sơ bộ cái xe này cho quý anh chị xem ha. Nhìn xe chở phế liệu vậy chứ rất riêng nha quý anh chị. Riêng đét luôn. Máy móc cầu đít số là miễn bàn. Nói về Isuzu thì trên cả tuyệt vời rồi, trên cả đỉnh rồi. Rồi nguyên một cặp này, mỗi em bán đồng giá 230 triệu nha quý anh chị. Quý anh chị nào thích cái thùng nào á, nếu mà hai chiếc này thích thùng nào em hoán đổi thùng đó cũng được nữa. Em hoán đổi thùng luôn cho quý anh chị luôn, rồi em đóng thùng mới. Còn nếu mà quý anh chị nào chở phế liệu thì về lấy cái thùng này. Còn nếu mà muốn là để lấy cái thùng kèo bạc nó đẹp hơn thì em sẽ đổi bù cho em một ít tiền, em cẩu cái thùng này ra, em đóng một cái thùng mới cho quý anh chị luôn ha. Rồi quý anh chị nào mà có nhu cầu sở hữu một trong hai chiếc hoặc là sở hữu cả cặp cũng em càng mừng, thì quý anh chị cứ gọi cho em cái số hotline 0977317268 nha. Em Hiếu kính chúc quý anh chị một ngày thật là vui vẻ, rồi xinh tươi nè, khỏe mạnh nè, may mắn nè, tràn đầy hạnh phúc nha. Em Bùi Hiếu xin chào.